Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 7 2021, tôi đến thăm một cơ sở chuyên chế tác tạo dáng cho những cây tùng. Mà sản phẩm ở đây chủ yếu là những cây tùng cối. Đó là cơ sở làm bonsai chuyên về tùng của anh Duy Hòa. Vâng, chào anh Duy Hòa nhé. Vâng, anh Duy Hòa còn trẻ tuổi thôi nhưng mà phải nói là cái năng động về cái kiến thức làm tùng theo cái phong cách là kết hợp với lũa, tạo lũa với bóng dáng những cây tùng để có được những cái tác phẩm nhìn rất là nhanh mắt, rất đẹp. Đây là cái khu vực mà anh chuyên chế tác. Tôi đưa qua cái hình ảnh như thế này để rồi sau đó chúng ta xem những cái sản phẩm của anh làm đã hoàn thiện để giao lưu với các bạn. Đây là khu vực mà chúng ta có thể gọi là nơi chuyên chế tác những cây tùng, tạo dáng những cây tùng. Thậm chí có những cây tùng còn ở cái dạng phôi, nhỏ tí xíu để trên bàn tay được. Và có những cây tùng khổ cũng khá lớn để chúng ta quan sát đã. Đấy. Rất nhiều. Đây là khu vực mà những cây phôi này. Tôi còn được biết là anh Duy Hòa còn có một số những cái giống tùng của Nhật Bản. Ví dụ như giống Shibaku anh. Shibaku Kisu nữa. Vâng, anh thử lấy hai cái cây, hai loại tùng đấy cho anh em tham khảo trước này. Đây là Shibaku à? Vâng, đây là Shibaku ạ. Rồi, Shibaku. Tùng cối ạ. Và bên cạnh là tùng cối. Vâng. Vâng, thế còn giống tùng gì nữa? Có Itoi nhưng cháu lại ở đây là cháu không có cây giống Itoi bác ạ. À vâng, đây rồi. Đây là cây giống tùng Shibaku Nhật Bản đây. Thế và những cây tùng cối. Bây giờ Đỗ Sinh sẽ giới thiệu với các bạn ở cái khu vực mà xưởng sản xuất của anh đây. Tôi dùng từ xưởng sản xuất là anh sản xuất ra những cái cây tùng bonsai kết hợp một phần cái thân lũa. Nhìn rất là nhanh mắt, nhìn rất là thuận. Tôi giới thiệu cái cây tùng lớn trước. Đây là một cây, đây là cây 2 nhá. Đấy, đây là cây thứ nhất nhá. Chúng ta nhìn bóng dáng của cây tùng này. Cây này thì chiều cao bao nhiêu anh? Cái này chiều cao. Cái này hình như là cao 1m1 phải. Rồi, 1m1 đi. Đấy, anh phải đi vòng hẳn sang bên kia, anh lấy thước anh đi luôn đằng kia đường này. Đằng này có đường đi không? Một mét mốt, vòng thân bao nhiêu? Vành thân cái này là 21 các bạn. Được rồi, giá khoảng bao nhiêu tiền như cây này? Ví dụ cái này là tổ 10 triệu các bạn. Giá 10 triệu, vâng, được rồi. Và đây có một cây lớn hơn này. Cây này anh cũng làm khá là hoàn thiện rồi, đẹp đấy. Cây này thì giá bao nhiêu anh? Cái này cháu chưa giao lưu các bạn. À vâng, anh chưa giao lưu. Rồi. Và phía dưới anh để rất nhiều những cây tùng giống. Những cây mà còn bé tí xíu, chỉ cao khoảng độ 10 cm. Và một cây tầm cũng là tầm chung nữa. Cây này thì cao bao nhiêu anh Hòa? Cây này cao từ mặt trục lên là 1m2. 1m2 ngang tầm cây kia. Anh cây này là anh cây này 30 thôi. Vâng. Cái này thì thổ giao lưu là 35 triệu. Cây này 35 triệu. Vâng, cây này có cái cành xà đẹp quá nhỉ. Có cái tay xà quá đẹp. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái khu mà anh để những cái tác phẩm đã hoàn thiện rồi và có cái báo giá cụ thể để giao lưu với anh em chúng ta. Đấy. Tôi chỉ có quay 5 phút ban đầu cuốn này để giới thiệu cái mô hình, cái khu vực mà anh chuyên chế tác để làm tùng và những cây tùng phôi, tùng giống.
để giao lưu với các bạn. Vâng, và đây là những cái sản phẩm của anh Duy Hòa đã hoàn thiện để giao lưu với các bạn đây. Anh đến cạnh cái dãy cây này tôi chụp anh kiểu ảnh cái nhỉ. Đúng rồi đấy. Ngồi à, cũng được. Chụp nhá. Vâng ạ. Xong rồi. À, Độ Sinh giới thiệu từ từ với các bạn hết cái dãy này đã. Còn khu vực phía trong kia còn khá nhiều, nhưng mà là dòng những cây nó nhỏ hơn một chút. Đấy. Đây. Đấy, trong này là số lô cây nó nhỏ hơn một chút này. Khá là đặc biệt phải không các bác? Tôi đã có những cuốn video trực tiếp tôi ngồi tôi đăng tải hình ảnh cái kỹ thuật làm của anh từ lúc nạo, tỉa dăm, tỉa cành, tỉa tán cho đến vào dây tạo lũa của một tác phẩm hoàn thiện mà cách đây khoảng 2 năm để chúng ta đã xem một lần rồi đấy. Vâng, và bây giờ chúng ta đến với cái dãy lớn hơn ngay cổng ra vào nhá. Đấy, tôi giới thiệu từ cây này đi. Từ cây cao nhất đây. Một cây tùng dáng văn nhân. Khá đẹp. Ở cạnh đây có gia đình đang đổ bê tông cho nên cái tiếng rùi đầm bê tông nó hơi hơi tức tai một tí. Cây tùng này chiều cao nào anh? Cây này cao từ mặt trồng lên nó là 80. Cao 85. Rồi rồi. Đo, đo cái ngang tán bên này đi. Rồi rồi, đây đo cái chiều ấy thôi. 70 là chiều, 75 là chiều. 75. Chiều dài quá. Vâng, 75, 75 ngang tán. Cao 80. Như cây này là anh giao lưu giá bao nhiêu anh? Cái này được giao lưu giá 5 triệu. Giá 5 triệu à? Vâng. Và Đỗ Sinh nhắc lại một lần nữa, tất cả những cây tùng trong cuốn video này và một cuốn sau đều là tùng La Hán. À, tùng cối, xin lỗi các bạn, tùng cối. Để chúng ta được chia sẻ và giao lưu tiếp đến một cây này. Cây này anh tạo lũa xong anh quét cái gì màu trắng ấy? Cháu quét thuốc lũa mà. Quét thuốc lũa à? Thuốc lũa nó có màu này à? Vâng. Hay nhỉ. Cái thuốc lũa này anh mua ở đâu? Đây là mấy anh bạn cháu cho. À, anh ấy cũng làm nghề này anh cho. Tôi nhìn tôi tưởng là sơn trắng. Không, nó cũng có chất sơn nữa anh ạ. Vâng, nó có chất sơn. Nó có chất sơn nó để cứng nó cứng hơn sơn của mình. Nó để nó bảo quản cái gỗ này không bị mục mà. Cây này dáng cũng hay. Vâng. Trông nó xa xa nó nhắc nhác như là bonsai Nhật Bản. Đúng không anh? Vâng. Anh đo hộ chiều cao cây này cái. Cây này từ mặt chậu lên là 64 vâng ạ. Vâng, 64. Chiều ngang là 50. Chiều ngang 50, còn chiều lúc này nó là 40 vâng ạ. Vâng. Vành gốc cái này 16. Vành thân, vành thân 16. Rồi ok. Cái này bỏ cái chậu nhựa đi thay cái chậu đồng nai và nữa là xanh xanh và nữa là đẹp ấy. Đấy. À, cây này là giá bao nhiêu anh? Giá 8 triệu à? Vâng. Giá 8 triệu cây này hay quá. À, số điện thoại của anh Duy Hòa dưới dòng chữ Duy Hòa ở trên màn hình phút đầu phút cuối nhá. À, tôi viết chữ Duy Hòa và số điện thoại. Và trên cái lời tiêu đề giới thiệu video tôi cũng ghi cả số điện thoại của anh Duy Hòa để chúng ta tiện việc giao lưu. Vâng, tiếp đến những cây như thế này. Cây này là cao 68 á. Và cây này thì thân hơi nhỏ. Chiều ngang nó là 50. Rồi.
gốc này là 35. Mình gốc cái này là 13 thôi. Rồi. Cây này bao tiền anh? Cái này tổng giá 2 triệu ạ. Giá 2 triệu. Được quá. Được rồi. À tôi lấy ví dụ cây này đi. Cây này anh đo chiều cao bao nhiêu anh? Cây này chiều cao cây này nó là 65. 65. Rồi. Chiều ngang này là 60. Đây rồi. Thế còn không cần đo chiều kia đâu. Đây mặt phải của nó đây rồi, cái bóng cây ở đây rồi. Chỉ cần đo cái chiều bay tán này thôi này. Cái này mà anh đưa thuốc lũa màu trắng như cây kia vào đây nữa thì hay quá nhỉ. Nhìn nó nổi bật lên bao nhiêu. Vâng. À, đây là những cái cành anh phủ lên để vừa rồi nó nắng quá. Nó giữ ẩm. Nó giữ ẩm thôi chứ không có vấn đề gì cả. Khá đẹp. Cây này giá bao nhiêu anh nhỉ? Chống xin giao về giá 5 triệu. Giá 5 triệu. Vâng. Và tất cả những cây này tôi thấy là cái kích thước nó ngang ngang tầm nhau anh ạ. Đều có chiều cao khoảng độ 6 đến 80 cm. Từ 60 đến 80 cm. Đấy. Đường kính thân nó cũng tương đồng nhau. Đấy. Và cái điểm nhấn của cây đầu tiên tôi thấy là tôi để ý lúc khi bắt đầu vào tôi thấy cây này này. Đấy, cây này mà sau khi anh tuốt đũa chỗ này xong đúng không? Vâng. Thì quá đẹp. Đấy. Đấy, đây này, cái điểm nhấn của cái cây này khi bắt đầu bước vào cổng tôi nhìn thấy cây này tôi để ý nhất. Tuyệt vời. Đây. Và chỗ này nó dẹt rồi, nó tạo thành cái vè luôn này. Thân nó dẹt rồi này. Đấy. Ở cái đường đuổi chiều đi của thân chỗ này khá đẹp. Đấy. Bắt đầu khi đến tham quan cái khu anh trưng bày cái cây thành phẩm như thế này tôi thấy là cây này tôi để ý nhất, nhìn bắt mắt nhất. Và anh đo chiều cao cây này. Cái này là cao 60 đó. Cao 60 à? Đấy, đẹp rồi. Chiều ngang là 45 đó. Được rồi, thế thôi, chỉ còn đo thế thôi. Tiếp cái banh chân nữa là xong. Banh chân cái này là 16 á. 16 á? Vâng. Rồi. Đường kính hơn 5 cm. Mà cây nhìn bóng rất hài hòa. Đấy. Như cây này giao dịch giá bao nhiêu? Giá 6 triệu. Giá 6 triệu. Về thêm cái chậu khoảng độ 500 nữa, chậu đẹp. Chậu tàu hoặc là Đồng Nai. Cái mái tổng thể của nó rất là hay. Trải xuống dưới này, tầng tầng lớp lớp trải xuống đây. Hay nhất là cái đoạn này. Đoạn này chuyển hướng ngay quá. Và cái chỗ này để gọt đũa. Giá 6 triệu. À, các bạn đã xem cuốn video mà tôi có quay cách đây 2 năm với cái tiêu đề là bất ngờ gặp người đam mê chuyên làm tùng kết hợp với tạo lũa theo phong cách Nhật Bản. Đấy. Là đó chính là anh Duy Hòa hôm nay. Sản phẩm của anh đưa ra cũng khá là nhiều rồi. Các bạn còn nhớ những cái cuốn video gần đây cách đây khoảng độ 5-6 tháng trở lại. Còn có cái lô xanh lá móng. Tôi nhắc lại kỷ niệm. Xanh lá móng
những cây tầm nhỏ thôi, một người bê của anh Duy Hòa. Đến bây giờ vườn anh đã vét sạch rồi, chẳng còn cây nào nữa. Nhiều người điện đến hỏi tôi bảo sao bác không đến quay nữa à, tôi bảo làm gì có nữa mà quay, riêng dòng xanh lá móng là hết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có đi vào cái chuyên đề của anh Duy Hòa chính, đó là những cây tùng. Các bạn yêu thích chơi tùng cối thì qua cuốn video này chúng ta đã được tận mắt nhìn thấy những cái sản phẩm của anh Duy Hòa. Kênh Đỗ Sinh sẽ truyền tải những cái nét đẹp về những cây tùng qua cái tạo dáng của anh Duy Hòa để chúng ta cùng nhau giao dịch nhé. Địa chỉ của anh là ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Bây giờ tôi dừng cuốn này để tôi chuyển sang cuốn thứ hai, giới thiệu tiếp với các bạn cũng là những cây tùng La Hán nhưng mà tầm cỡ nhỏ hơn một chút ở cái khu vực này. Đấy. Để chúng ta tiếp tục giao lưu.